Giáo Phận Vinh lên án việc bắt giam các thanh niên Công giáo. Ban Công lý và Hòa bình thuộc Giáo Phận Vinh lên án vụ việc bắt giữ và giam giữ các thanh niên Công giáo hồi năm ngoái, hoàn toàn trái với luật lệ và hiến pháp hiện hành của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đưa ra tòa ngày 24 tháng 5 2012, gồm Đậu Văn Dương bị kết án 42 tháng tù, Trần Hữu Đức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và riêng Hoàng Phong 24 tháng tù treo. Khi quy chụp và kết án những người này là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự là đã đi ngược lại quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật Điều 69. Những điều này đã không được ghi nhận trong Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005. Bản nhận định của Ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh viết, bản nhận định cũng cáo buộc chế độ Hà Nội làm ngược lại các cam kết quốc tế khi ký tên vào Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Bản nhận định của Ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh viết như vậy và đòi hỏi chế độ Hà Nội xét lại toàn diện vụ án để có những quyết định thực sự khách quan và công bằng, đảm bảo việc thi hành đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền lợi của công dân, đáp ứng mong mỏi của dư luận. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 2012, thân nhân của phần lớn những thanh niên Công giáo đang bị bắt giam hoặc đã có án đã từ Giáo Phận Vinh đến Hà Nội để kêu oan cho con em của mình. Bản tin Chúa Cứu Thế.com cho hay, trên đường đi, đoàn đã tới Đăng viện Châu Sơn ở Ninh Bình để tĩnh tâm. Đoàn cũng đã tới thăm giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, đã tới kêu oan và trình đơn ở Văn phòng Chính phủ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng bị nhân viên của Văn phòng Chính phủ câu giờ, lừa dân và từ chối nhận đơn. Thất vọng và ra về, nhưng thân nhân của 17 thanh niên Công giáo vẫn vững tin vào sự thật sẽ chiến thắng. Trong khi thân nhân của họ đi kêu oan, thì ngày 27 tháng 8 2012 vừa qua, 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã cùng ký tên chung trên một lá thư gửi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay và vô điều kiện cho họ.